Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình chia sẻ cho bạn tham gia một trình lead anh ơn đến từ sàn Bitmax. Anh chia tổng giải thưởng là 300 token Avat nha các bạn. Thì mình đã có cái video hướng dẫn các bạn tham gia sự kiện GO 1. Thì bạn nào có tham gia sự kiện GO 1 thì tiếp tục tham gia dán GO 2 luôn các bạn. Thì chương trình góp này nó sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 8. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả như video mình đăng ký một cái tài khoản trên sàn Bitmax. Xong sau đó thì các bạn chơi một cặp Avat sang USDT một nha các bạn. Chơi một số lượng nhỏ thôi. Rồi sau đó các bạn mở link sự kiện ra nè. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email các bạn vào. Bạn nào không hiểu thì xem lại cái video mình hướng dẫn các bạn đã đăng GO 1 các bạn. Rồi các bạn điền lại username tất cả email các bạn đã đăng ký trên Bitmax nè các bạn. Rồi sau đó đáp án thì mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn đó. Các bạn việc nhấp vào một click here add quiz nè. Rồi thì các bạn chỉ dựa vào thôi các bạn. App để book nè. Câu số 1 là app để book nè. Câu số 2 chi. Câu số 3 là KIC qua ML. Chi. Câu số 3 là KM. Lời nè các bạn. Câu số 4 là Avat token exit token to this end. Đây đáp án kỹ ta. Câu số 4 thì các bạn chọn đáp án B các bạn. Rồi câu số 5 ở quý 6. Câu số 7 là các bạn chọn tiếp tục là trên Avat 2 and start. Rồi các bạn chọn hết luôn các bạn. Ủa tại quý 4. Sorry các bạn mình đã hiểu các bạn. Quý 4 thì các bạn chọn giùm mình giúp mình một thôi các bạn. Phan các bạn xóa đi các bạn chọn một này nè các bạn. Rồi tới quý 5 là Avat send to this and start. Rồi quý 5 là bạn chọn câu này nha các bạn. Quý 6 là Play Fora. Rồi các bạn chọn đáp án hình thứ này nè các bạn. Xét gì nè. Câu B, câu C, câu A. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào một Play nè các bạn. Rồi tiếp tục thì quý 8 là How to Refresh Man. Câu số 8 là How to Refresh Man nè các bạn. Câu số 9 là G. Câu số 10 là Into Blast. Blast nha các bạn. Câu 11 là G nha các bạn. Câu 12 là ZCUB. ZCBU Team. CBU Team mình coi chính xác không các bạn. Rồi mình cho các bạn thêm lại đáp án từ từ nha các bạn. Các bạn lựa theo mình nha các bạn. Rồi app the book G. Câu B. Câu B. Câu C. Câu A. Câu B. Quý 8 là câu A. Câu 9 là câu A. Câu 10 là câu B. 11 là câu A. Câu 12 là câu A. Câu 4 gỡ nha các bạn. Ok vậy là xong nha các bạn. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp. Bạn chia tổng giải thưởng 300 tập càng biết Avat đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.